Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dần tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Dần tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 1 âm lịch này, thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt của cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Với bạn tuổi Dần, cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi trong tháng dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh mang lại nhiều tác động không mong muốn cho bản mệnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì bên cạnh đó bạn sẽ phải thường xuyên lo âu buôn ba vất vả song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình vì thế dù được giao cho banh nhiệm vụ đi nữa bạn cũng chỉ làm cho có lệ không có ý định nhận lời khen thưởng hoặc đề bạt của cấp trên con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không bạn không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Sao Thái Tuế và Âm Sát xuất hiện trong tháng là hai hung tinh đồng thời xuất hiện càng là lời nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng hơn trong công việc nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Với bạn tuổi dần đang có điểm báo kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua. Những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Tử vi tuổi Dần tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tài lộc. Xem tử vi 2022 của 12 con giáp với người tuổi Dần trong tháng 1 âm lịch này, tình hình tài chính của bạn cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm tháng này đối với người làm ăn kinh doanh buôn bán cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh không ngại tham khảo cách làm của đối thủ cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình trước khi ký kết hợp đồng bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giờ trò gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa còn đối với những người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm vừa tốn thời gian giải quyết lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến bản mệnh tốn một khoản chi phí để thuốc men điều trị. Để có thể tiết kiệm được khoản tiền này thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều. Tử vi tuổi dần tháng 1 âm lịch năm 2022 về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi dần âm lịch cho thấy, con giáp này cũng khó có cơ hội được đón những tin vui tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ vấn đề phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn, bạn không muốn mở lòng cho mọi người xung quanh cũng như những người thân thiết nhất. Người độc thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cho rằng việc yêu đương vừa phiền phức vừa tốn thời gian. Vì thế, bạn thường tìm cách để đẩy những người thật lòng với mình ra xa dù có được người thân quen giới thiệu cho đối tượng bạn cũng tìm cách để chối từ các buổi gặp gỡ người đã lập gia đình thường hay giận hờn vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống ngoài ra áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn do đó bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện tâm sự với nửa kia tuy nhiên bản mệnh cần phải nhớ đừng chút những cơn giận của mình lên đầu người ấy khiến quan hệ vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn Âm sát hung tinh xuất hiện cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Tử vi tuổi dần tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi dần không được tốt do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh bạn thường xuyên phải vất vả buôn ba khiến cơ thể suy nhược một số người cảm thấy mệt mỏi lười vận động khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm nhưng dễ kéo dài bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ ăn uống khoa học hơn chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng thoải mái khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra bạn chớ nên bi quan hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc ở trong lòng khi suy nghĩ được nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn, vui tươi hơn. Thái Tuế hung tinh cảnh báo bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe. Bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi canh dần thuộc mệnh Mộc Nam La Hầu, nữ kế đô khẩu quyết thường xuyên mệt mỏi, uể oải, không muốn làm việc. Quý nhân, người tuổi ngọ, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi thân, người tuổi tỵ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu nâu. Tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết chuyện làm ăn chưa có dấu hiệu tiến triển, cần cố gắng hơn. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi mão. Tiểu nhân, người tuổi tỵ, người tuổi hợi. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết quan tâm hơn đến nửa kia, đừng để kẻ thứ ba chen chân. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi ngọ. Tiểu nhân, người tuổi thân, người tuổi hợi. Màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu xanh rêu. Tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết không muốn mở rộng lòng mình, suy nghĩ tiêu cực. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi Tỵ, người tuổi dậu màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. Tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, sức khỏe suy giảm, cần cẩn thận hơn khi làm việc, tham gia giao thông. Quý nhân, người tuổi mão, người tuổi ngọ. Tiểu nhân, người tuổi dần, người tuổi tỵ. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi dần trong tháng 1 năm 2022 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại